Gì thế? Vừa thấy ai trước khi đi à? Cứ như thể một con chuột biết cảm thông với mèo vậy. Thầy Kang. Thầy Kang. Sẽ ra sao nếu mình làm thế? Và cuối cùng thì không muốn rời đi mãi mãi. Cậu ấy định làm gì đây? Han Ji-soo, quay về thôi. Bởi vì Ji-soo chắc chắn đang chờ mình ở đó. Bởi vì đây chắc chắn sẽ không phải lần cuối mình nhìn thấy cô ấy, vì mình sẽ có thể gặp lại cô ấy. Có khi nào là vì em không ạ? À? Có phải là vì em khiến thầy thấy không thoải mái không? Nhìn em kia lại nói những chuyện không cần thiết rồi. Chỉ là có chuyện xảy ra, nên thầy ra đi mà không báo trước, thế thôi. Thầy định đi đâu? Đây sẽ không phải lần cuối em thấy thầy đâu, phải không thầy? Hãy cùng hứa, sẽ chắc chắn gặp nhau một ngày nào đó nhé. Cảm ơn em, thật lòng cảm ơn em. Cảm ơn. Cảm ơn. Thầy ơi, thầy không phải cũng có những suy nghĩ như thế này khi thầy thích tình đầu của thầy sao? Những thứ như em ước gì có thể ở một mình với người đó chỉ trong một ngày. Thầy, em sẽ không khiến thầy thấy không thoải mái nữa. Đừng hiểu lầm em không khóc vì em sai. Em cũng biết đây là câu trả lời chính xác, nhưng em không thể làm gì được. Đôi khi em có thể nhầm hoặc lạc lối khi nghĩ về cảm xúc của mình, và vì thế em có thể tự lừa dối chính mình. Nhưng mà
Phần này trong em thì không bao giờ nói dối. Nên hãy nhìn sâu trái tim em và tìm hiểu xem ai mới là người em thật sự thích. Bởi vì khi em làm thế, phần này trong em ngay đây sẽ gửi cho em một tín hiệu. Cậu bỏ việc ở trường học sao? Thế nên hôm nay cháu mới đi loanh quanh như thế này. Vậy đây là buổi chiều của một người thất nghiệp. Cũng tuyệt đấy. Ôi, chỉ có tâm trí cậu là lang thang thôi, vì cậu thấy chán khi không có việc làm. Chẳng có gì hay về chuyện đó. Cháu luôn rất bận kể từ khi cháu tốt nghiệp trung học. Cháu phải làm các việc bán thời gian, trong khi tới trường rồi cháu đi quân sự, tốt nghiệp và nhận được việc. Đây là lần đầu tiên cháu được thư giãn trong một buổi chiều của ngày trong tuần. Cha, cậu đúng là sống một cuộc đời mẫn cán. Không biết mẹ cậu là ai, nhưng hẳn bà ấy rất tự hào về cậu. Cháu sẽ rất vui nếu bà ấy tự hào. Cháu đã sống một cách rất mẫn cán để mẹ cháu không thể coi thường và tự hào về cháu. Ôi, thầy giáo đúng là một con người có hiếu. Tôi đang có hứng vui chơi một chút. Có muốn nhậu nhẹt ban ngày một chút với tôi không? Vì cả hai chúng ta đều không có hẹn gì hôm nay. Rất vui lòng. Tôi sẽ làm cho cậu canh bánh cá. Canh bánh cá? Ừ, nhanh đi thôi. Cảm ơn cô rất nhiều. Vậy cậu thích hai người phụ nữ cùng một lúc hả? Cháu đã bảo rồi, 10 năm qua cháu chỉ thích có một người. Vậy là cậu mượn tiền cô ấy phải không? Lý do gì cháu lại phải mượn tiền từ một cô gái 18 tuổi chứ? Ôi, tôi thật sự tò mò quá. Thế tại sao tình đầu của cậu lại nói là tớ không muốn thấy cậu nữa? Sau khi thấy cậu lần đầu trong suốt 10 năm qua và đi xa tới mức nói là hai người không hợp nhau. Chính xác đấy. Nhưng mà mọi chuyện ổn thỏa với cô ấy cũng là lý do cậu quay lại đúng không? Thì có chút phức tạp. Không hẳn là mọi chuyện được giải quyết cùng một lúc, nhưng cháu đoán là mọi chuyện sẽ ổn cả khi cháu quay về và gặp cô ấy. Mà đó cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Tôi thật sự không biết ý người trẻ là gì khi họ nói về tình yêu của họ. Nhưng tôi có hiểu được một chuyện. Cậu và Shinbu của tôi đều là loại người suy nghĩ nhiều về những điều hối tiếc. Ý tôi là cậu bảo cậu đã chờ 10 năm mà không tỏ tình với tình đầu của cậu. Shinwoo nhà tôi cũng chính xác như thế khi nói về mấy chuyện đó. Cô biết là Shinwoo thích một ai đấy? Không biết mới lạ đó. Tôi là mẹ nó mà. Cậu biết đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Shinwoo cư xử như thế trong suốt 18 năm nuôi dạy nó. Nó liên tục dậy sớm mỗi sáng cho dù tôi không gọi nó dậy. Nên có một ngày tôi đã theo dõi nó. Và rồi tôi thấy nó đón xe buýt với một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn. Chỉ nhìn là tôi biết trái tim của Shinwoo nhà tôi đang nhảy múa. Ôi, con trai của tôi. Trời, sau khi chồng tôi mất sớm, tôi quá bận bịu với việc kiếm sống. Đến nỗi tôi không thể có mặt mọi lúc vì các con. Nhưng mà cho dù chỉ nghe tiếng các con tôi mở cửa bước vào, tôi có thể biết được chúng đang vui, buồn, mệt mỏi hay là cần đi nặng. Tôi biết chính xác chúng đang cảm thấy thế nào. Ồ, và cậu đã chứng minh sự vô tội cho con trai tôi. Và tôi suýt nữa đuổi cậu đi mà chưa cảm ơn cho đàng hoàng. Thay vì cảm ơn cháu, hãy hứa với cháu một điều. Một lời hứa. Thật ra thì lý do cháu ghé qua hôm nay là muốn nhờ cô chuyện này. Đừng hỏi lý do. Cô chỉ cần làm chuyện này vì cháu thôi, được không? Bất kể chuyện gì xảy ra. Được. Cô sẽ sớm nhận được cuộc gọi từ em gái mình. Và khi ấy, cô không được đến gặp cô ấy, bất kể là thế nào. Ý cậu là dì của các con tôi, cô phải hứa với cháu chuyện này, được không? Cô không được đi. Dù thế nào đi nữa. Giờ mình đã hoàn thành mọi việc cần được hoàn thành ở đây rồi sao?
cô sẽ sớm nhận được một cuộc gọi từ em gái của mình. Và khi ấy, cô không được đi gặp cô ấy, bất kể thế nào cũng không. Cô không được đi, dù có chuyện gì đi nữa. Thầy đi đâu thế? Đây sẽ không phải lần cuối em thấy thầy đâu, phải không? Hãy cùng hứa sẽ chắc chắn gặp nhau vào một ngày nào đó. Thử lại đi. Đây là cứ tin thầy và thử tỏ tình lại một lần nữa xem. Kết quả cuối cùng của mối tình đầu của em phải khác hơn của thầy, em không nghĩ thế sao? Tương lai sẽ thật sự thay đổi khi mình quay trở về chứ. Mình sẽ có thể gặp lại mọi người chứ. Không. Nếu mình ở lại đây, mọi thứ sẽ bị đảo lộn. Mình chắc chắn sẽ có thể gặp lại mọi người. Một trăm năm mươi chun sạc. Nếu chúng ta được định sẵn sẽ gặp nhau, đó chắc chắn là vì một lý do xấu. Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa, để tốt cho cả hai. Ôi chết tiệt. Ngày 28 tháng 9 năm 2007. Mấy viên thuốc không có tác dụng. Và hương cũng không được. Làm thế quái nào để quay về bây giờ? Chết tiệt. Này, cậu làm gì thế? Nhanh ra khỏi đó đi, được không? Chú ơi, bây giờ là năm bao nhiêu? Chuyện dở hơi gì thế này? Thật lạ. Sao lại không được? Chuyện quái quỷ gì thế này? Thật sự. Và lại còn giữa đêm khuya nữa chứ. Ngã từ trên cao không hiệu quả, và bị xe đâm cũng không hiệu quả. Mình đã cố quay về được bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Mình không thể quay về dù cho đã cố đến mấy. Với kiểu này mình sẽ chỉ quay về khi nào bị chôn thôi. Không biết bọn trẻ có ổn không. Tớ chắc đấy, thầy Cang đã nói dối vì chuyện học hành của thầy ấy. Thế nên thầy ấy mới đột ngột đi mà không báo trước. Cậu cũng biết là gần đây giáo viên hay vướng vào mấy vụ này. Không đời nào, tớ đã bảo rồi. Tớ chính xác đã nghe thấy từ chính miệng thầy nói là tốt nghiệp từ trường chúng ta. Nhưng mà tớ không thể tìm thấy tên hoặc ảnh của thầy ở bất kỳ đâu. Thật sao? Ừ. Và thầy cũng không có mặt trong bất kỳ quyển kỷ yếu nào hết. Tớ nghĩ chắc chắn là thầy ấy đã nói dối về chuyện học vấn của mình. Này mọi người, cô chủ nhiệm của chúng ta đang tới. Này, cái này cực kỳ hiếm đấy. Thế hả? Tớ lấy được từ lần thử đầu đấy. Này, đó là lý do cậu ăn 10 ổ bánh mì hôm qua hả? Ừ. Cậu mất trí rồi. Trung Ân Đốc, trật tự đi. Kang Shin Woo và Han Ji Soo cũng nói chuyện nhiều mà. Ồ, xin chào, xin chào.
Chết tiệt. Này, Châu Ngân Đốc, trò đang làm gì thế? Em đang dọn thùng rác. Thế thì lấy cả cái này nữa. Tối qua cô lại uống rượu đấy à? Cô lại cắn ai nữa rồi phải không? Trò nghĩ tôi là gì? Chó hả? Tôi không cắn người mỗi khi uống rượu đâu. Nhưng này, Châu Ngân Đốc, sao trò biết tôi cắn người khi say? Ai? Ôi! Shinwoo bảo em à? Chết tiệt. Sao thằng đó lại cứ phải đi kể với mọi người như thế? Vậy sao cô lại uống rượu? Tôi đã đi hẹn hò giấu mặt. Sao? Với ai? Với đồng nghiệp lớn tuổi hơn của chị gái của Shinwoo. Với đồng nghiệp lớn tuổi hơn của chị gái của Shinwoo. Vậy có khi nào họ còn không ở Seoul? Sao? Vậy tôi phải chờ một anh chàng từ Seoul trong một thị trấn khỉ ho cò gáy như thế này đến cuối đời sao? Miễn là họ đáp ứng được các phẩm chất khác của tôi thì được. Phẩm chất như là lớn tuổi hơn tôi. Tôi thích những chàng trai lớn tuổi hơn mình. Cậu biết đấy, người mà tôi có thể gọi là Oppa. Này, làm sao để tớ được một cô gái gọi là Oppa cho dù tớ sinh sau cô ấy? Cậu đang nói gì thế? Này, sao? Nhìn này, nhìn này. Ôi trời, Oppa ơi, anh ấy ngầu quá. Ôi, nhìn anh ấy nhảy kìa. Anh ấy thật ngầu khi làm thế. Cô ấy đang tương tư anh ta. Cho dù tớ ăn hết cả đám bánh mì đó hết gì cô ấy. Nè, những chàng trai kia trẻ hơn các cậu phải không? Sao các cậu lại gọi là Oppa? Cậu nói gì thế? Tớ sẽ gọi là Oppa nếu anh ấy có nhiều tiền hơn tớ. Ồ, ngầu quá. Đúng rồi. Ồ, nhân tiện, cậu đã nghe gì chưa Shinwoo? Về chuyện gì? Sora bảo với tớ là Jisoo có thể sẽ đi du học. Cái gì? Du học? Ngày mai cậu làm gì thế? Cuối tuần rồi mà. Tất cả chúng ta có nên đi đâu đó không? Xin lỗi, nhưng ngày mai tớ phải đến đây. Thông tin du học 2007. Vậy là cậu thật sự sẽ đi du học? Không, tớ không đi. Nhưng bố mẹ tớ bảo là sẽ thôi cằn nhằn về chuyện đó nếu tớ đến đây. Và có vẻ như nhờ thế mà tớ phải đón và rời đảo nữa. Nè, thật là nhẹ nhõm. Tớ đã lo là cậu sẽ nói cậu đi thật. Thật ra thì tớ đã định đi khi bố mẹ tớ lần đầu nói tới chuyện đó. Nhưng cuối cùng tớ quyết định ở lại đây. Tại sao? Chỉ vì tớ thấy thích thế. À. Sao cậu chỉ dán cái đó lên hộp bút của cậu? Tớ phải dán nó vào đây để có thể thường xuyên nhìn thấy nó. Tớ nghĩ tớ khá hiểu lý do cậu muốn ở lại. Đơn bệnh nhân mới. Tôi đến đây vì bị cảm lạnh. Cậu sinh năm 90. Dân. À phải, tôi sinh năm 1990. Vậy cậu đang học năm 2 trung học. Trông tôi không giống sao? Học sinh. Sử dụng thông tin cá nhân của người khác để nhận bảo hiểm là vi phạm luật bảo hiểm y tế quốc gia. Chờ đã. Đấy là thật sự chứng minh của tôi mà. Nhìn đi. Gọi cảnh sát đi. Gọi cảnh sát. Ồ, thầy giáo của Shinwoo đây mà. Tôi nghe nói thầy đã nghỉ việc ở trường nhưng thầy vẫn ở đây. Tôi phải báo cho Đại Hi mới được. Không, 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 cô không thể. Hôm nay tôi sẽ đi. Hôm nay. Thầy định đi đâu trong tình trạng này? Thầy trông có vẻ như cần phải được chăm sóc cho khỏe. À vậy, tôi sẽ đến một bệnh viện to hơn nhiều. Không phải ở trên đảo này. Đừng nói với ai là cô nhìn thấy tôi nha. Không được nói với ai đó. Mình đã nói tạm biệt hết cả rồi mà. Xấu hổ quá. Xin lỗi, học sinh à. Anh ta mà sinh năm 90 thì tôi sinh năm 99 mất. Đúng là trò cười. Ủa, cái này là của Kang Shin-woo mà. Sao giáo viên chủ nhiệm của thằng bé lại có cái này? Này, chẳng có chiếc tất nào khớp nhau cả. Có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì à? Mẹ, các mối quan hệ cá nhân đã được định sẵn rồi sao? Các mối quan hệ cá nhân?
Con luôn cố hết mình nhưng mọi chuyện không đúng ý con. Nên nó khiến con tự hỏi phải mọi chuyện được định sẵn không đến đâu giữa chúng con. Ôi, chẳng thứ gì có thể được gọi là mối quan hệ cá nhân được định trước hoặc một mối quan hệ cá nhân ngay từ đầu đã bi thảm. Con phải nắm lấy cơ hội được đưa cho con để biến nó thành định mệnh. Có thể hai đứa được định sẵn cho nhau, nhưng nếu con không nắm lấy cơ hội được đưa, thì đó sẽ chỉ như cơn gió thoảng qua thôi. Con thật là... Sao con cứ nghĩ quá lên về mọi chuyện như vậy trong khi con là một chàng trai? Với đà này con sẽ như thầy giáo chủ nhiệm của mình mất. Sao bỗng nhiên mẹ lại nhắc tới thầy Căng? Hãy tốt với mẹ của em. Dạ. Em không biết đúng không? Lý do mẹ em uống thuốc là vì bị đau đầu gối. Sao thế? Mẹ à? Mẹ bị đau đầu gối hả? Sao con biết? Con có nhãn quang X-ray à? Thầy chủ nhiệm của con bảo, sao thầy Căng lại biết mẹ hơn cả con trai mẹ vậy? Nghĩ lại thì ở thầy ấy có vài thứ kỳ lạ. Thầy biết quá nhiều về con. Và đôi khi thầy ấy cư xử như thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Hay thầy ấy là tiên tri? Tiên tri cái gì? Thầy ấy rất tốt và thân thiện. Mẹ không có ước mong gì trong đời hơn là con trưởng thành được như thầy. Không sao mà, không cần đâu. Mẹ chắc tay con sẽ đau lắm. Mẹ ngồi yên nào. Muốn con massage da cho nữa không? Được không? Được chưa ạ? Ôi trời tuyệt quá. Thoải mái không ạ? Thoải mái. Jisoo.